Chuyển diện visa F1 qua diện visa F3. Hỏi: ba tôi bảo lãnh cho anh trai tôi theo diện visa F1, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân, và ngày ưu tiên hiện tại đã đến, nhưng anh ấy đã kết hôn được 2 năm và có một đứa con 1 tuổi. Tôi bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Có cách nào National Visa Center cho đơn của vợ và con của anh ấy theo với anh ấy mà không thay đổi ngày ưu tiên của anh ấy không? Nếu được thì anh tôi sẽ phải nộp những giấy tờ nào? Chân thành cảm ơn Tòa soạn Báo Mỹ Việt đã giúp đỡ chúng tôi hiểu biết thêm nhiều kiến thức di trú cơ bản. Phong Nguyễn, Cedar Hill, Texas. Đáp: thưa anh Phong, vì anh trai của anh đã kết hôn và có một đứa con 1 tuổi, thông thường những trường hợp như vậy hồ sơ sẽ tự động chuyển từ diện visa F1 sang F3 cho các con trai hay con gái đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ. Anh ấy được giữ ngày ưu tiên cũ. Anh ta nên thông báo cho trung tâm chiếu khán về sự thay đổi và bổ sung hồ sơ của vợ và con của anh trai vào diện visa F3. Những giấy tờ cần có là bản sao hộ chiếu, giấy khai sinh của vợ và con, giấy chứng nhận kết hôn và bằng chứng chấm dứt tất cả các công đoạn trước đó. Theo luật di trú thì rất tiếc anh ấy không thể giữ diện F1. Cảm ơn anh Phong đã gửi câu hỏi và mong gia đình anh sớm đoàn tụ